Xin chào cả nhà đã đến với Mỹ đi lên tinh thôi vườn lót. Hôm nay là trời mưa ở đảo Maui Hawaii. Trời còn mưa mọi người ơi. Trời mưa như này mình nhớ Khánh Hòa quá. Khánh Hòa là quê hương của mình. Một bên là biển, còn một bên là núi. Núi là ở bên này. Con đường này mà đi thì hơi giống đi lên Đà Lạt vậy. Mùa này Đà Lạt chắc đẹp lắm ha. Nhiều hoa. Có sương mù nữa. Có ai nhớ quê hương như mình không ta? Ở dưới kia là thung lũng. Thung lũng ở Maui. Heo quay, mình đang quay nè, mọi người ơi. Mỹ đang ở một nơi khác. Mọi người có thấy cái núi trên kia không? Ở dưới kia là biển. Sương mù trên đỉnh núi cao. Mỹ đang ở một công viên. Mỹ muốn tập thể dục nhưng mà trời nó mưa lạnh quá. Mỹ sẽ xuống dưới kia để quay cho mọi người xem nhé. Đi thôi. Cảnh đẹp không mọi người ơi? Lên trên núi mọi người ơi, đi với mình nhé. Đi thôi. Đang ở trên một khu vực khoảng trên 1000 mét. Nhìn xuống biển. Ở dưới kia có người trồng trái dâu á. Ở trên này lạnh lắm. Tôi quay trên núi có thấy không nha. Núi trên kia. Ở trên kia là có tuyết nha mọi người. Mình đi xuống lại biển nha. Để xuống lại đất liền rồi mọi người ơi. Trời đang mưa.
Mỹ đang đứng ở ngoài trời để quay những video này để cho khán giả và mọi người xem. Mỹ quá lạnh, đang run nè. Mỹ run là cái camera cũng run luôn. Mọi người nghĩ như thế nào? Mỹ đang ở một chỗ khác. Tội con ghe này quá. Còn nó sợ. Mình đang nói nó sợ chạy rồi, tội nó quá. Nó cũng run như mình. Cuộc đời của con gà trống cũng khổ ha. Chạy rồi. Mỹ sẽ kết thúc video tại đây ạ. Hẹn gặp lại những video mới. Xin cảm ơn.